Anh Sử ơi, đây đây, lương tháng này em mới ứng đây này, nửa tháng đây này, hai cũ là 2 triệu đấy, anh cầm tiêu. Anh cầm đấy. Dạ. Tôi không cần tiền nhá. Nhậu trước khô thao thế mới giàu, tình nghĩa anh em có tắc bền đâu. À, ở đây rồi. Sử à, rảnh đi làm cốc bia cho mát đi. Bia à? Em không uống ạ. À, hiểu rồi. Ở quê là chỉ có nút chuối thôi đúng không? Này, về nhà tớ, ông già tớ là vừa khai quật một chai rượu nút chuối 80 năm rồi. Về làm tí. Ê, nút lá chuối. Ờ, nút là chuối. 80 năm. Em cũng không uống. Này, thanh niên trai tráng thì mình phải uống bằng chung bằng vại chứ lị. Dạ, em uống nó hại cho nước khỏe anh ạ. À, em không uống. Ờ, chán nhỉ? Thế hôm nào mà công ty tổ chức thì nhậu nhẹt, chẳng lẽ là chú lại ngồi nhìn à? Em không ngồi nhìn. Hả? Em ý, em ngồi với gái. Ôi dồi ôi, ngồi với gái nha. Nhũng thĩ nhiệt mồi, vui lắm anh ạ. Sao anh? Sự này, thực tình là anh thấy chú là một con người rất chi là thật thà. Dạ nhá. Vâng. Thành thử là anh nói thật nhá. Dạ. Chú không hợp với công việc ở đây đâu. Sao lại không hợp hả anh? Em đã làm gì đâu mà không hợp. Em nói anh nghe nhá, bố em bảo ấy, phải đương đầu với bão nhố thì mai này mới thành công được. Bố nào mà chả khen con hả? Nhưng bây giờ anh nói chú ơi, chú về đây làm việc nó không hợp đâu. Chú về quê đi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là cái ao. Này, về làm vua xứ mù, ở đây làm gì cho nó phức tạp. Không, ở đây này nha, khó khăn thì mình mới thích nghi được. Mình thích nghi thì mình trưởng thành. Trưởng thành thì mình từng bậc mình neo lên, mình nắm lấy thành công. Lý thuyết thì lý thuyết nào chả hay hả chú? À, nhưng mà anh nói thật nhé, cái công ty này mà làm ăn hàng nghìn tỷ. Hả? Bây giờ chú về chú không làm được, nó áp lực, nó ảnh hưởng đến cả sếp tới đấy. Anh nói đi nào chứ. Sao? Em là một người nhá, hoàn toàn có kinh nghiệm. Hả? Thật lắm. Nhưng mà... ở nơi quê nhá, em đã từng bán rất nhiều mặt hàng. Ví dụ, thịt nợ. Thịt nợ. Hai, đứng tim cút. Thứ ba, tim bồ câu. Thứ tư, bán toàn rau với hoa quả. Bán cái gì cũng đắt khách lắm. Thì đây mấy cái 1, 2, 3, 4 này thì là nó theo kiểu kinh doanh, theo kiểu tiền trăm, tiền chục. Ha? Còn đây công ty nó là phải đấy nữa, tiền nghìn tỷ em ạ. À, mà chú mà làm không được là vỡ mồm luôn đi. Vỡ mồm chẳng sao. Hả? Em nghĩ là cái gì nó cũng có hố nhá, hố phận ấy. Người cũng có hố phận. Giày dép chúng ta đi cũng có hố. Thế đâm ra mình cứ thoải mái đi anh ạ. Chứ mà nó ảnh hưởng đến tính mạng ấy. Ảnh hưởng đến tính mạng thì nó là hố phận đấy. Giày dép còn có hố không tin là con người. Thôi em xin phép. Đứng lại. Tao nói với mày như này xử nhá. Rồi. Tao nói thẳng một câu với mày luôn nhá. Mày không hợp ở đây đâu nhá. Không hợp làm việc ở đây đâu. Anh nói cái gì ạ? Không hiểu à? Sau hôm nay nữa thì cuốn gói về quê luôn. Cuốn gói về quê á? Em nói thật với anh nhá. Ở dưới quê em ấy, con nợn hơn 1 tạ nhá. Em đè nó xuống, chỉ mất 3 giây thôi em tọc nòng ra nòng, mề ra mề nhá. Còn riêng anh chắc chẳng đến 3 giây đâu, 1 giây thôi. Chử ơi, dạ thì thôi. Anh chú bác chử em nói anh nghe là như này, từ nãy đến giờ là coi như là em chưa nói cái gì cả. Vâng, em xin phép. Anh đứng lại. Dạ. Ôi dạ. À, đây rồi. 1 giây là 5 giây. Nòng mề ra mề thế này. Anh chử ơi, đây. Lương tháng này em mới ứng đây này, nửa tháng đây này, 2 cũ là 2 triệu đấy, anh cầm tiêu. Anh cầm đấy. Dạ. Tôi không cần tiền nhá. Nhậu trước khô thao thế mới giàu, tình nghĩa anh em có tắc bền đâu. Dạ, có nghĩa là sao? Ý em là em không cần tiền, em chỉ cần tình anh em trong cái công ty này thôi, hiểu chưa? Cầm đấy. Nhậu trước khô thao thế mới giàu, tình nghĩa anh em có tắc bền đâu. Thế nào rồi? Tình hình thế nào nữa? Ông nhìn anh Nam đi này. Ông trẻ xử nhá. Xử cho một phát. Tàn tác chỉ mùn luôn. Ôi giời. Cái việc của tớ, tớ rất tin tưởng. Giao hết cả cho cậu. Mà cậu làm ăn không được thì tớ biết trông cậy vào ai. Dạ thưa sếp là em đã cũng đã dốc toàn tâm toàn lực. Nhu có, cương có. Kể cả cái biện pháp là cưỡng chế thi hành án cũng có. Tốt quá. Dạ. Nhưng mà cái thằng Sử ấy. Hả?
Hả? Ông trẻ em đấy. Ở đấy, cái ông trẻ sử đấy. Ông ấy nói em một câu rồi. Ngày xưa ấy, hồi em ở quê ấy, con lợn mà một tạ nó tương đương 100 cân. Thôi thử ấy. Tụm mọt. Cầm cái dao chọc cái lợn ấy. Thao. Này. Thăn này, dọi này, ba chỉ này, lòng này, mề này, dạ sắp hàng một dãy luôn nhỉ. Như thế thì bố bà em chẳng dám làm gì nữa. Ông ơi, bây giờ thế này thì ra theo con thì làm thế nào? Theo con thì thế nào ông ạ? À? Theo con thì cứ thao bên này thì còn ai mà dám dây vào nữa. Thôi, theo con nghĩ là chấp nhận thương đau để hạnh phúc về sau. Ôi trời ơi, đành lòng vậy, cầm lòng vậy. Sống chung với lũ thôi. Alo cô ạ. À? Dạ vâng, cô cho cháu khất tiền nhà thêm khoảng 2 hôm nữa thì cháu gửi cô ạ. Alo. Thế nào lại sập nguồn thế này? Ôi, muộn rồi. Ê, cái gì? Đi đứng cái kiểu gì nào? Sao lại đứng đấy? Trung à? Sử phải không? Ôi dồi ôi, Trung ơi! Sử đúng không? Đường Giải Phóng, đúng Nam rồi. Định. Đúng rồi. Trung mặt Nhật. Đúng rồi. Ôi, Trung ơi. Ôi, bạn. Ôi, đi đâu này? Đi gặp đối tác công ty. Ừ. Lại khỏe không? Khỏe đi trâu đây này. Thế còn bạn dạo này thế nào rồi? Thì tôi vẫn bình thường, vẫn khỏe. Hả? Từ nào? Đưa, xoay một vòng ra. Sao đi đâu mà ăn mặc quần áo này, đầu tóc là như cái thằng nhà quê này? Chưa có tiền. Tôi đang thực tập ở cái công ty ở trên này. À, cũng lại trên này à? Ừ. Có khi nào công ty tôi không nhỉ? Ừ, thế bạn lên đây làm gì đấy? Tôi á, tôi lên tôi ký hợp đồng đối tác của tôi ở trên này. Ký hợp đồng với đối tác ở trên này á? Ừ. Ôi. Chuyện của tôi dài lắm. Ừ. Tôi được một cặp vợ chồng người Hồng Kông nhận là làm con nuôi. Ừ thế à? Xong rồi họ đầu tư dự án ở Việt Nam. Tôi là tôi á, được quản lý hết. Nào là nhá, bất động sản này, giải trí này, kinh doanh cơ sở hạ tầng này. Ui, nói chung là nhiều lắm. Công nhận như hoành tráng quá. Này này, Trung. Tôi bảo. Sao? Cho xin cái số điện thoại. À. Anh em mình giao lưu. Được nhá. Rồi. Đây nhá, để tôi bấm số của tôi cho. Này, mà thời buổi nào còn cầm cái cục gạch. Có anh em mình là anh em tốt. Có gì giúp được tôi là nhớ phải giúp nhá. Kiên trì. Thế thôi, ở lại nhá. Tôi lên tôi ký cái hợp đồng cái. Có gì anh em xong nhá. Ok. Rồi, chào. Nhớ giúp tôi nhá. Rồi. Ê, ông đây à? Bạn à? Ừ. Ui dồi ôi. Ông làm cái gì mà sao lại để tôi đợi lâu thế? Ui giời ơi. Công ty có mấy cái giấy tờ quan trọng bắt tôi ký xong mới được đi. Chứ không là tôi đi từ nãy rồi đấy. Ừ. Em biết là như thế nhưng mà... Xin lỗi, tôi có điện thoại. Ừ, nghe đi. Alo, anh nghe đây. Ừ, sao? Không nhá. Em bảo cái dự án đấy nhá, dưới 50 tỷ là mình không ký đâu. Wow. Ừ, bảo họ thế. Rồi, anh đang đi công chuyện. Thôi nhá. Ừ. Trung này. Trên đây. Lại có cái điện thoại nữa. Xin lỗi. Đợi tôi tí. Ừ, anh nghe đây. Bên đấy họ nói thế nào? Sao? Không. 80 tỷ mình mới ký. Không được. Mình phải cứng lên chứ. Ờ. Em cứ bảo họ thế. Thôi nhá. Anh đang có công chuyện ở ngoài. Rồi. Ừ. Này. Hả? À? Dạo này được đấy. Nói chuyện tiền tỷ mà nhẹ như nông hồng ý. Yeah. Đây chỉ là mấy cái dự án nhỏ thôi. Còn mấy cái dự án 100 tỷ tôi chưa nói đâu. Thế á? 100 tỷ á? Ừ. Bây giờ nhá, thời thế người ta chuộng sự nhanh nhạy. Ừ. Nắm bắt thời cơ. Biết nắm bắt thời cơ cái là bùng. Mình giàu. Mình nhiều tiền. Mình có tiền tỷ. Có tiền tỷ á? Có tiền tỷ. Ôi ôi, nhưng mà từ xưa đến nay tôi vẫn nghĩ là làm giàu ấy là cực khó. Bây giờ tôi có một cái dự án thế này. Ừ.
bạn có muốn góp vốn không? Nhưng mà không muốn gì ăn. Sao lại phải lo cái việc đấy nhở? Có tôi chống lưng, bạn sợ cái gì? Bây giờ bạn có bao nhiêu tiền? 5 triệu. 5 triệu ít thế. Nhưng thế mà nếu như bây giờ về quê mà thuyết phục bố mẹ ấy, thì chắc là bố mẹ cho vay thêm 25 triệu nữa là tròn 30 triệu. 30 triệu à? Ừ. Nhưng mà số ấy lẻ quá, không thế được. Bây giờ bạn cần huy động vốn là bao nhiêu? Thêm 20 triệu nữa. Tổng cộng là 50. 50. Xong rồi sang gặp tôi. 50 triệu á? 50 triệu. Không biết là có huy động được vốn không? 50 triệu thêm một tí thôi. Này, sau nhá, từ 50 triệu này nó để ra hàng tỷ đồng. Hàng tỷ đồng? Hàng chục tỷ đồng. Mà có khi hàng trăm cái tỷ đồng ý. Hàng trăm tỷ đồng? Ờ. Thế thì tôi nói với bạn nha, bất chấp tất cả, tôi sẽ gom đủ 50 triệu hùn vốn với bạn. Nhất trí. Nhất trí. Mình mong đến yêu thương, để nắng ấm trong gió hiền hòa, cùng hát lên ngân nga khúc ca, chết chắn bao đời.